nó có điều khiển từ xa nhá, phun đi hút ngược lại này. Đấy, bật tắt máy này. Anh thợ anh ấy phun thử này, cho anh phun rất đẹp đấy. Anh em nhớ là phun vừa chậm này, vừa đựng đều nhá, mình nữa phải đưa lại nhiều. Anh em thấy cái bước này anh em ạ, sau khi mà anh em đã phun đủ nhá, anh em cán thước dây này, anh em lấy thước 3 mét, anh em lao mốc trước, đấy, cán theo cái mốc dọc mốc ngang này. Đây em nhá, sau khi mà vừa đã khô này, anh em dùng máy soi luôn. Sotaro, tiên phong công nghệ máy phun vữa. Vâng, Sotaro chúng tôi xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay anh em chúng tôi có mặt tại Kiến Thụy, Hải Phòng anh em ạ. Đấy, để bàn giao máy Sotaro 10 cho anh Thành này. Đấy, anh đang làm công trình 2 tầng anh em ạ. Đấy, mấy cái xung quanh hết. Đây anh kỹ thuật chúng tôi đang hướng dẫn nhanh phụ nhá, cột vữa này. Đây máy móc mà chúng tôi vừa lắp đặt xong rồi, vừa trộn trước một mẻ, đang trộn một mẻ nữa để gối đầu anh em nhé. Máng của chúng tôi là anh em thấy là rất là to này, đấy, chứa được khoảng 2-3 mẻ đấy. Còn đây là sàng rung nhá, cục rung 50W này, rất là mạnh, anh em thấy rất là mạnh. Tay tôi đặt này. Đấy. Inox lưới này, inox 304 anh em nhé. Máng có trục đảo này, trục đảo để chống đông vữa anh ạ, cho vữa vào nó được đều nhất. Đây tủ điện anh em tôi đây. Đấy. Kèm theo đó là tủ điện nó có điều khiển từ xa nhá, phun đi hút ngược lại này. Đấy. Bật tắt máy này. Đây là hệ thống nước tuần hoàn chúng tôi này anh em nhỉ. Đấy, anh em thấy đấy, lúc nào ống ép nó cũng có độ làm mát đấy, tránh nhanh mòn ống, tránh hỏng ống đấy, đấy nó làm mát tuần hoàn anh em ạ. Khi mà anh em có cái máng với máy bơm nước làm mát tuần hoàn này thì anh em đỡ phải đổ nước nhiều. Một buổi anh em chỉ cần một cái này là không bao giờ nó hết được, để phòng khi các anh em mà quên trong lúc mà các anh thực hiện máy mới đầu thì rất là dễ hay xảy ra quên. Đấy. Đây em nha, tôi vừa đã cho anh thợ anh ấy phun thử này, cho anh phun rất đẹp đấy. Đấy, anh em nhớ là phun vừa chậm này, vừa đựng đều nhá, cho mình nữa phải đưa lại nhiều. Đấy, anh em thấy rất mạnh này nhá, cái đầu đều nó đắp luôn. Những cái dây tập đi trước đi nhá, là mình chưa cắt trước đi. Rồi bác phun qua lớp mỏng bên dưới đi để cho đều. Không không không, phun đi, bật hơi lên. Phun qua lớp mỏng đi. Nhỏ thôi, nhỏ thôi. Vừa thôi, vừa đủ thôi. Vừa đủ thôi. Phun qua lớp mỏng chỗ nào còn thiếu phun qua đi. Ta tường ra tí. Đúng rồi, phun vuông góc của tường thì nó chảy. Thank you.
sau khi mà anh em đã phun đủ nhá, anh em cán thước dây này. Đấy, anh em lấy thước 3 mét anh em lao mốc trước. Đấy, cán theo cái mốc dọc, cái mốc ngang này. Bác cào ác quá, bác đừng kê nhôm vào trong tường, nghiêng nghiêng vừa thôi. Đấy, kê nhôm vào tường nó bị xô cái vỡ đi. Đấy. Đúng rồi. Này, anh đang dùng thước dây để cán này. Cán sâu vừa đâu. Đây em nhá, sau khi mà vữa đã khô này em dùng máy xoay luôn được nhá. Đấy, trong một buổi sáng em có thể làm xoay luôn rồi đấy. Đấy, đầu sáng anh em phun qua này, giờ bắt đầu là cán trước nào. Và cuối cùng là đến công đoạn xoay anh ạ. Lúc này là vữa đã rất là tái rồi. Đấy, anh em dùng máy xoay thoải mái nhá. Sau khi mà chúng tôi đã phun xong xuôi này là đấy công đoạn vệ sinh đấy. Đấy các anh đang vệ sinh nốt cái cát trong máng này, trong ống này, ống đen này là chúng tôi đang bơm ra ngoài xả ngoài ra ngoài kia. Đấy, đây em thấy cát này. Lắp đi anh ơi, lắp cho cát. Sotaro, tiên phong công nghệ máy phun vữa.